thể thao Tâm xin được gửi lời chào tới toàn thể các bác trên kênh ạ. Và ngày hôm nay xe đạp thể thao Tâm rất là vui mừng được chào đón một bác khách đến tận từ Hải Phòng đến tại nhà em xem xe và mua xe. Và vâng, em xin chào anh ạ. Và vâng, cảm ơn anh rất là cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành chút thời gian đến tại đại lý của em xem xe và mua xe ủng hộ bên em ạ. Và vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Và vâng anh ơi, thì bên em thì vừa rồi cũng có rất nhiều bác thì rất là muốn mua xe. Nhưng mà hiện tại đang là cái tháng 7, tháng mưa ngâu ý, thì có rất nhiều bác đang quan niệm và rất là nghe ngại trong vấn đề là có nên mua xe ở trong cái tháng 7 hay không ý. Thì hiện đây thì em cũng hỏi anh một chút là theo anh thì anh có cái suy nghĩ như nào về cái việc là mua có nên mua xe hay không ở trong cái tháng 7 này? Theo anh quan niệm thì anh sẽ nghĩ như nào về cái vấn đề đó ạ? Cái quan niệm của anh thì mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Với anh thì cơ bản là trong lòng mình nghĩ là thích như nào. Mà nên là mình phải thích cái dáng xe nào thích là anh chốt, còn anh không quan niệm về cái tháng gì với cái tháng gì cả. Còn nói thật là cái tháng hay là cái năm gì đấy mà mọi người cứ quan niệm về cái vấn đề nó đen hay nó đỏ gì đấy thì anh không quan tâm. Quan tâm là trong đầu anh nghĩ là anh thích cái mẫu xe ở nhà em là anh chốt, thế thôi. Còn mọi người, anh cũng mong mọi người là cứ thoải mái đi một tí chứ này cứ e dè cái tháng cô hồn quá thì nó lại mất hay. Còn nếu mà ai mà kiêm kỹ quá thì chỉ đến tầm qua hết là 14 sang ngày 15 là nó đã hết cái đúng không? Đúng không? Dạ, hôm nay đã là ngày 14 rồi thì chỉ còn một ngày nữa là ngày mai là ngày 15, cũng gọi là hết cái tháng, gọi là hết cái tháng mưa ngâu, tháng cô hồn rồi ạ. Và vâng ạ, bác nào mà có nhu cầu mua xe thì em cũng nghĩ rằng đã qua cái ngày đó rồi, thế mọi người hãy gọi là bỏ qua cái suy nghĩ đó đi. Và vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì anh đến đây nhà và anh đã xem và anh đã chốt cái bảng xe Sapa X9.2 của bên nhà em đây ạ. Và bảng màu mà anh ấy chốt đó là màu xanh đổi màu, một màu rất là đẹp, màu hot nhất trong bảng màu của X9.2 đây ạ. Và đây thì với cấu hình màu của hình sẽ là full carbon đấy, mà carbon Toyota 800 trên trọng lượng bảng xe này rất là nhẹ, chỉ có 9.1 kg các bác ơi. Và này nhá, khung sườn này, phần đằng trước, cọc yên, bô tăng nylon và vành được làm hoàn toàn bằng chất liệu carbon hết rồi. Đó, và khung xe cũng được thiết kế theo dáng khí động học, dây đi âm toàn bộ trong khung. Và cái bàn này nhá, cái vị trí phần bô tăng nylon được thiết kế dạng liền và được thiết kế theo dáng đầu cá mập rồi. Và cái thiết kế dạng dẹt như này, các bác đi xe sẽ làm giảm lực cản của gió, đạt được tốc độ tối ưu nhất luôn. Đó, bộ đài lắc đây ạ. Hai lưỡi gà luôn, được tích hợp cùng phanh. Đó, bộ đề số sẽ được đến từ Shimano 1.5 giờ 7.000. Và phuộc sẽ là phuộc carbon chính hãng của nhà Sava luôn mọi người ơi. Đó. Và vành cũng vậy, vành carbon 5 sen của nhà Sava. Và bản này thì với bộ chuyển động của nó thì sẽ là hai đĩa trước đấy ạ, 11 tầng lít thả phía đằng sau. Chạy bộ chuyển động đồng bộ 5 món luôn của Shimano 1.5 giờ 7.000, bao gồm bộ đề, đùi đĩa, chuyển díp và díp luôn là của Shimano 1.5 giờ 7.000, chi tiết xích díp rất là sáng bóng luôn đó. Và đùm trước đùm sau đề đùm nhôm nhé, đùm là của đùm Shimano mọi người, đùm trước đùm sau của bản X9.2 là của Shimano rồi. Và trên phần tầng đứng của xe đây ạ, đã có tem UCI là tem chứng chỉ bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua quốc tế rồi ạ. Và chứng chỉ bản xe là rất là đẳng cấp luôn. Và hiện tại thì Sapa X9.2 em đã cập nhật được 4 màu cho mọi người lựa chọn. Màu đây, màu hot nhất của bảng màu đó là xanh đổi màu. Và ngoài ra em có bạc titan, có cả màu đỏ đây ạ, một màu rất là đẹp, có cả đen nữa. Bác nào yêu thích cái bảng này nhá, nhấc máy gọi em, số điện thoại em để các bạn màn hình thì được tư vấn báo giá cũng như lấy đơn một cách nhanh chóng thành công. Bản này giá sẽ là 26.500.000 đồng, miễn phí ship giao hàng 63 tỉnh thành, ngoài ra tặng kèm full phụ kiện luôn. Đó, bác nào có nhu cầu nhớ liên hệ em để tư vấn và lấy đơn qua để lấy đơn một cách thành công và nhanh chóng ạ. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.